thấy đẹp trời giàu trên phố quen, thấy vui lạ thường. Nhìn hàng người vội vã lao xe thật nhanh. Lòng tự hỏi tại sao gần đây quá giàu, thế nên bây giờ dần ngậm ngùi kiếp sống không như đợi mong. Tình yêu quá biết sao hết bây giờ, tôi đàn đốt đi cho bớt chứ không chật nhà. Còn mang khói đêm đi có ai lấy tôi cho, chứ để làm gì chỉ vì tôi đây quá giàu. Tẩy thì làm sao mình sẽ chờ, xe hơi thì đến hai ba chiếc thôi chắc bánh bớt đi cho rồi. Mấy cái ai quen chắc cây qua đi tâm lý luôn cho xong. Mà ở biệt thự lại mày đắng đá đi theo thời đại luôn chân ngông. Đã về hip hop đi ngoài đừng đã không biết đi nha. Vinh là rapper nổi tiếng có tiền đủ chơi với đại gia, cũng là trong số các anh lớn nhưng không được gọi là đại ca. Chỉ là có các em nhỏ trên da mắt sắc phục vụ mấy ngày qua. À có thằng vàng Osama còn có con ghê ô dây qua. Chắc thôi có vừa từng ngày cũng chạy mình bố xong đi qua. Tất nhiên tất cả những điều ở trên có người có hoặc mình có, và 12 câu thì mình nói thật đã hết mưa để chém gió. Tình yêu quá biết sao hết bây giờ, thôi đành đốt đi cho bớt chứ không chật nhà. Còn mang khói đêm đi có ai lấy tôi cho, chứ để làm gì chỉ vì tôi đây quá giàu. Hỏi ông trời có ai phong độ được dường như Ben. Ông trời ông thắng một câu còn tí xíu nữa là tao bằng mày. Tiền thì anh không có nhiều nhưng kim cương không có thiếu. Anh thường lấy đem ra chạy chó, mấy em gái thì bó chiếu. Thích thì anh chịu lên xe đi anh chở em đi. Thì đang kiếm lấy cái bằng lái anh sẽ tặng em chiếc Lamborghini. Tạc lông bằng iPhone là thú vui tao nhã. Đặc chuẩn thanh niên 2K13 nên không bao giờ chơi đập đá. Đập phá tà tà nhưng đập gà thì xin thua. Ozawa mà anh còn đá thì mấy em gái đủ tuổi chưa. Em yêu tiền hơn tình gặp mấy thằng điểu cho chừa. Chứ mấy đứa đó mà giống như vậy gồm lại có chữa cho để. Em đừng có nghe là thằng Ben nấu bài sầu riết của thằng quen. Ca sĩ Dương Quyên nó quen cả đống ấy chứ ở đó mà kinh em. Đã ở cái khu vương mi hơn nhà anh thì nằm xa bên. Đâm ra là anh biết đâu về cái con người nó lắm em. Nó cứ con vợ ô gia quê của anh xong rồi kìa. Nếu anh không quen thằng Osama thì nó đã chặt anh ra làm ba rồi. Trai của cô là ra thôi, men của em thì tôi nha. Là sự thật đừng la thôi, anh có vợ tôi thì tôi là. Tôi đành đốt đi cho bớt chứ không chật nhà. Còn mang khói đêm đi có ai lấy tôi cho, chứ để làm gì chỉ vì tôi đây quá giàu. Joy.